6.000 diễn viên, cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư đã tham gia các tiết mục trong lễ khai mạc Olympic 2016 với chủ đề Sự phát triển của đất nước con người Brazil. Tái hiện hình ảnh những cơn mưa rừng nhiệt đới, lễ hội đường phố Carnival nổi tiếng cùng những vũ điệu samba mê hoặc lòng người. Lễ khai mạc có sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cùng 45 nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Pháp François Hollande, Tổng thống Argentina Mauricio Macri và khoảng 11.000 vận động viên đến từ 205 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự kỳ Olympic lần này với 23 vận động viên, nâng mức từ trước đến nay và sẽ tranh tài ở 10 bộ môn. Hơn 80.000 khán giả có mặt trên sân vận động Maracanã cùng 3 tỷ khán giả đã theo dõi truyền hình trực tiếp lễ khai mạc.